Xin chào các bạn. Trong video ngày hôm nay, thầy giáo sẽ gửi tới các bạn một cái bài tập mang tính chất là giúp các bạn củng cố ôn luyện thêm cái phần vẽ mạch điện tương đương, tính điện trở tương đương, tính các cường độ dòng điện qua các điện trở thành phần. Thì bài này nằm trong khuôn khổ quay video để tải lên TikTok, kênh TikTok của thầy giáo. Nhưng mà tuy nhiên thì tiện thì thầy nhớ ra là bài này thầy cũng chưa làm để đăng lên kênh YouTube của thầy. Thế nên là hôm nay thầy sẽ quay để đăng lên kênh YouTube. Việc quay video để tải lên YouTube cũng như là các cái nền tảng khác rất là vất vả các bạn ạ. Không thể quay một video để tải lên nhiều nền tảng được, mà mỗi một nền tảng thì phải quay một video khác nhau, nếu không thì sẽ bị dính cái gậy của cái nền tảng đó và sẽ bị sập kênh ngay. Thế nên là để cái quay các cái video này thì thầy phải mỗi một nền tảng thì phải quay một video. Trong cái kênh TikTok của thầy giáo thì thầy giáo sẽ thiên về chữa các cái đề học sinh giỏi cấp tỉnh cũng như là đề chuyên nhiều hơn. Thế nên mà các bạn nào mà muốn xem các cái bài chữa về đề chuyên cũng như là đề học sinh giỏi tỉnh, hoặc là đề trong phạm vi là đề học sinh giỏi cũng như là đề chuyên cả cấp huyện thầy cũng chữa, thì các bạn có thể là lên kênh TikTok của thầy giáo để các bạn tìm xem những cái video đó. Thì kênh TikTok của thầy giáo thì thầy giáo vẫn để tên là kênh Toán lý Trung học cơ sở, và avatar thì cũng giống như avatar của kênh YouTube, thì các bạn lên đó xem nhé. Thì sau đây thầy giáo sẽ hướng dẫn các bạn là chữa cái bài này, mang tính chất là để củng cố thêm cho các bạn thôi, còn là nội dung bài này thì cũng tương đối dễ. Đây là cái đề thi chuyên của tỉnh Đắk Nông năm học 11-12, cách đây hơn chục năm rồi, nhưng mà bài này thì vẫn được đưa vào nhiều các cái loại sách chuyên đề để hướng dẫn các bạn trong cái phần chuyên đề đó, là chuyên đề vẽ mạch điện tương đương, hoặc là chuyên đề tính điện trở tương đương, rồi là tính các cường độ dòng điện theo cái công thức của định luật Ohm. Thì hôm nay thầy giáo sẽ chữa cho các bạn, để cho những cái bạn nào còn yếu thì chúng ta theo dõi thêm, còn những bạn nào đã tốt rồi thì có thể nhìn cái ra cái bài này luôn. Được chưa? Chúng ta hướng dẫn như sau này. Nội dung đầu bài: cho mạch điện như hình vẽ, các điện trở đều bằng nhau và bằng 15 ohm. Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch là UAB bằng 60V. Người ta yêu cầu là tính điện trở tương đương và cường độ dòng điện qua cái R2. Trong 3 trường hợp. Trường hợp thứ nhất là trường hợp K1 và K2 cùng ngắt, trường hợp thứ hai là K1 ngắt, K2 đóng, và trường hợp thứ ba là K1, K2 cùng đóng. Vậy thì ở mỗi trường hợp này chúng ta phải phân tích được cái việc ngắt khóa K này này, nó sẽ ảnh hưởng gì đến cái mạch điện tương đương. Được chưa? Khi chúng ta đã vẽ được mạch điện tương đương rồi, chúng ta xác định được sơ đồ mạch điện rồi, thì cái việc mà tính điện trở tương đương và cường độ dòng điện này nó chỉ là cái vấn đề rất đơn giản. Quan trọng nhất là chúng ta phải xác định được cách vẽ mạch tương đương cho từng cái trường hợp này, và từ đó ta suy ra được cái sơ đồ của mạch điện cho từng trường hợp đó, rồi ta sẽ đi làm được cái R tương đương và cường độ dòng điện qua cái R2 này. Được chưa? Với phần A này, phần A là khi K1, K2 cùng ngắt, khi K1, K2 cùng ngắt thì khi đó thì ta sẽ xem thì nó cái sơ đồ mạch điện lúc này nó như thế nào. K1, K2 cùng ngắt thì chúng ta chỉ chỗ này nó ngắt, chỗ này ngắt, ta chỉ cầm những cái dây đi thừa ta bỏ nó đi. Đấy chưa? Thì như này sơ đồ mạch điện thì nó vẫn như cũ. Nhìn nó rất là đơn giản là R1, R2, R3, R4 nối tiếp với nhau. Khi đó ta có sơ đồ đó là R1 nối tiếp với R2, nối tiếp với R3 và nối tiếp với R4. Trong trường hợp này chúng ta không cần phải vẽ lại mạch tương đương làm gì, hiểu chưa? Khi đó thì ta sẽ có được cái R tương đương này sẽ bằng R1 cộng với R2 cộng với R3 cộng với R4. 4 với 15 cộng với nhau thì sẽ bằng 60 V. Từ đây ta suy ra được cái Y của AB sẽ bằng là UAB chia cho R tương đương, và sẽ bằng là
60 phần bằng 1 1 ampe. Và chúng ta thấy này, vì R1 nối tiếp R2 nối tiếp R3 và nối tiếp R4 nên là theo tính chất của mạch mắc nối tiếp thì cái cường độ dòng điện đi qua các điện trở thành phần thì cũng bằng cường độ dòng điện qua toàn mạch. Như vậy đây ta có thể ghi luôn là bằng I2, được chưa? Như vậy thì phần A rất đơn giản thôi. Phần B này, khi K1 ngắt, K2 đóng, được chưa? K1 ngắt thì cầm cái này ta bỏ đi, cầm cái dây đi qua K này ta bỏ đi. Thế còn K2 đóng ta đóng rồi. Nhưng ta để ý này, cái đầu này của các ta để ý cái đoạn mạch giữa hai đầu R3 nối tiếp R4 này, cái đầu này nó đi qua đây, xong đi vào đây nó nối đuôi ở đây. Như vậy là đoạn này nó bị nối tắt và không tồn tại cái cụm điện trở R3 R4, nó chỉ còn mỗi R1 nối tiếp với R2, được chưa? Thì khi K1 nát, K2 đóng, khi K1 nát K2 đóng thì suy ra cái sơ đồ lúc này sẽ còn là R1 nối tiếp với R2. Từ đây ta sẽ suy ra được cái R tương đương thì sẽ bằng là R1 cộng với R2 và bằng 30 ohm, được chưa? Xin lỗi các bạn, chỗ này là 30 ohm. Từ đây ta suy ra được là cái I của AB lúc này sẽ là bằng UAB trên R tương đương và sẽ bằng là 60 phần 30 và bằng 2 ampe, và cũng chính là bằng I2, đấy chưa? Vì R1 nối tiếp R2 mà. Phần C, khi K1 K2 cùng đóng, khi K1 K2 cùng đóng, khi K1 K2 cùng đóng thì với phần này thì chúng ta phải vẽ lại mạch điện cho nó chắc chắn để tránh chúng ta nhầm lẫn một cách đáng tiếc, thì chúng ta có thể vẽ ra nháp, sau đó là chúng ta trình bày vào trong bài làm chúng ta một cách sạch đẹp. Với thầy thì thầy sẽ xác định những cái điểm mà nó sẽ tồn tại trong sơ đồ mạch điện tương đương mà chúng ta sắp vẽ ra, sau đó chúng ta mới thực hiện. Thì trước khi thực hiện thì chúng ta có thể đấu cái này vào để chúng ta xác định xem là có bao nhiêu điểm trong sơ đồ đó. Thì ở đây thì khi đấu K1 và K2 và đóng, khi đấu K1 và đấu K2 thì chúng ta thấy là ở đây ban đầu là có 1, 2, 3, 4, 5 điểm. Thì bây giờ khi đấu K1 thì ta có điểm C với điểm E sẽ chụp nhau. Đấu K2 thì điểm D và điểm B trùng nhau. Như vậy là cái mạch điện của chúng ta chỉ còn là điểm A chỗ này là điểm C trùng với điểm E, được chưa? Và cuối cùng đó là điểm B sẽ trùng với điểm gì ạ? Điểm D. Đấy, chỉ còn 3 điểm thôi. Rồi bây giờ ta sẽ đấu các điện trở vào A tới C, được chưa? A tới C thì có cái anh R1. Rồi C tới D là có cái anh R2. C đây, D đây, được chưa? Tiếp R3 là từ tớ D tới E, có cái R3, D đây, E đây, được chưa? Như vậy là đây là có cái đây là R3. Từ E tới B là có cái R4, được chưa? Đó, như vậy nhìn vào đây ta có là cái cụm gồm 3 điện trở R2,
R3 và R4 song song với nhau rồi tất cả cái cụm này nối tiếp với điện trở R1 được chưa? Như vậy cái này ta sẽ suy ra cái sơ đồ. Đó là R1 sẽ nối tiếp với cả là R2 song song với R3 rồi song song với R4 được chưa? Đấy. À, thế thì để tìm được cái điện trở tương đương và cường độ dòng điện quay R2, trước tiên ta phải tìm được cái điện trở của cái cụm 2, 3, 4 này đã. Đấy chưa? Vậy ta có để tìm được cái R234, để tìm được cái R234 thì chúng ta phải dựa vào cái công thức, đó là trong cái đoạn mạch mắc song song thì ta sẽ có cái công thức, đó là 1 trên R của 234 thì sẽ bằng là 1 trên R2 cộng với 1 trên R3 và cộng với 1 trên R4. Được chưa? Và nếu ta thay số vào thì sẽ là bằng 1 phần 15 cộng 1 phần 15 cộng 1 phần 15 thì như vậy là sẽ bằng 3 phần 15. 3 phần 15 thì chúng ta giảm ước đi thì còn 1 phần 5. 1 phần 5 mà bằng với 1 phần R2O4, từ đây ta suy ra đó là R234 sẽ bằng bằng 5. Được chưa? Thì bây giờ ta sẽ tính đến cái điện trở tương đương. Được chưa? Từ đây là R tương đương sẽ bằng là R1 cộng với R234 và bằng 15 cộng 5 và bằng 20. 20 ohm. Được chưa? 20 ohm thì chúng ta sẽ suy ra được cái IAB. IAB. IAB sẽ bằng mấy ạ? Các bạn ghi giúp cho thầy. IAB thì sẽ bằng là UAB chia cho R tương đương, mà UAB ở đây là bằng, thôi được rồi, để thầy giáo trình bày như này để cho nó xuyên suốt. Thầy giáo muốn làm tắt nhưng mà sợ các bạn trình bày nó không xuyên suốt. Từ đây ta suy ra IAB sẽ bằng UAB chia cho R tương đương và bằng 60 phần 20 và bằng 3 và ampe. Được chưa? Và đến đây chúng ta cũng có thể là kết luận của nó là bằng y của 23. Đến đây thì chúng ta sẽ tính cái I qua điện trở R2 hay còn gọi là I2. Thì để tính được I2 thì chúng ta có hai cách. Cách thứ nhất là chúng ta lập luận là vì R2 song song với R3 và song song với R4 mà R2 bằng R3 và bằng R4, thế nên là I2 sẽ bằng với I3 và bằng với I4 và bằng I của 234 chia cho 3. Được chưa? Chia đều cho 3. Được chưa? Đấy là cách thứ nhất. Cách thứ hai chúng ta sẽ đi tính U2. Thế thì U2 chúng ta để ý là U2 thì vì ba cái này song song với nhau, thế nên là U2 thì cũng bằng U của 234. U234 thì sẽ bằng I234 nhân với cái R234. I234 thì chính là bằng IAB là bằng 3 rồi. Thế còn cái R234 ta vừa tính ra là bằng 5. 5 ohm. Thế nên là 3 nhân 5 bằng 10. 15V. Đấy chưa? 15V thì tức cũng là U2 bằng 15V. Suy ra I2 sẽ bằng 15 chia 15 và bằng 1A. Thì chúng ta có hai cách như vậy. Thì ở đây thầy giáo tính cái cách đầu tiên. Vì R2 bằng R3 bằng R4, suy ra I2 sẽ bằng là I2 sẽ bằng I234 chia cho 3. Được chưa? Và bằng 1 A. Bởi vì là chúng ta không cần phải lập luận nó ba cái này song song nữa. Bởi vì là trong cái sơ đồ mạch điện chúng ta đã nói rất rõ là ba cái này song song rồi. Chúng ta chỉ nhắc lại là ba cái này nó bằng nhau để suy ra cái cường độ đi qua ba cái điện trở này cũng sẽ bằng nhau.
chia 3. Thế còn cách thứ hai thì chúng ta tính cái U2 thì thầy giáo vừa hướng dẫn rồi, được chưa? Thì trên đây là cái bài tập mà thầy giáo muốn chia sẻ với các bạn để củng cố, để ôn luyện thêm về cái phần vẽ tương đương cũng như là tính điện trở tương đương. Thế còn các bạn muốn xem, thầy giáo nhắc lại là các bạn muốn xem cái các cái video chữa các cái câu trong các cái đề thi thì các bạn sẽ lên kênh Tóc Tóc của thầy giáo. Tên kênh vẫn là Toán lý Trung học cơ sở, các bạn chỉ cần gõ cái cụm từ khóa đó là Toán lý Trung học cơ sở thì sẽ hiện lên kênh của thầy. Xin chào và hẹn gặp lại.